Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu glutathione là gì và Trang có 5 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu glutathione là gì. Thứ hai, công dụng của glutathione. Thứ ba, các dạng chế phẩm glutathione. Thứ tư, cách sử dụng và cuối cùng thứ năm, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu một cách khái quát về glutathione thì video này là những kiến thức dành cho bạn. Và lưu ý, đây là video mang kiến thức giúp cho các bạn tham khảo, chứ Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Các bạn cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nào. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu glutathione là gì. Glutathione là một trong những chất chống oxy hóa cực kỳ quan trọng có trong cơ thể của tất cả các bạn và nó có ở hầu hết tất cả các tế bào trong cơ thể. Và nó được sản xuất một cách tự nhiên tại gan. Và cái nguồn cung cấp glutathione nhiều nhất đó chính là từ thực phẩm, từ rau củ và thịt đưa vào cơ thể của các bạn. Và glutathione được sản xuất dựa trên 3 axit amin chính, đó chính là glutamate, glycine và cysteine. Và cái nồng độ của glutathione trong cơ thể của các bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái nguyên tố sau đây. Đầu tiên là do chế độ dinh dưỡng, thứ hai là do môi trường ô nhiễm, thứ ba là do bạn gặp vấn đề về căng thẳng hoặc là stress trong cơ thể. Và glutathione cũng có thể thay đổi theo thời gian do độ tuổi. Càng lớn tuổi thì cái nồng độ này càng suy giảm các bạn nhé. Thì như vậy chúng ta vừa tìm hiểu một cách sơ lược về glutathione là gì rồi đó, là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng trong cơ thể của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai. Công dụng của glutathione là gì? Glutathione thì nó có những cái dạng chế phẩm sau đây, tôi sẽ nói luôn các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là dạng tiêm truyền tĩnh mạch nè, thứ hai đó chính là dạng uống, thứ ba đó chính là dạng hít và thứ tư là dạng bôi tại chỗ. Thì tùy thuộc vào từng các dạng mà bạn sử dụng thì nó sẽ cho những công dụng khác nhau. Chúng ta sẽ điểm danh qua những cái dạng sau đây. Đầu tiên là dạng tiêm truyền tĩnh mạch. Thì glutathione sẽ được bác sĩ chỉ định hỗ trợ trong những cái vấn đề điều trị sau đây. Lưu ý là bác sĩ chỉ định các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là nó sẽ hỗ trợ điều trị nhiễm độc thần kinh. Trước khi mà bạn sử dụng các phương pháp hóa trị hoặc là xạ trị đó thì bạn sẽ được tiêm truyền tĩnh mạch chậm bằng glutathione vào cơ thể. Thứ hai đó chính là nó sẽ giúp cho bạn hỗ trợ điều trị ngộ độc thủy ngân. Thứ ba, hỗ trợ điều trị trong các bệnh về gan do rượu hoặc là các bệnh về xơ gan, viêm gan không phải do rượu hoặc là gan nhiễm mỡ các bạn nhé. Tiếp đến thứ tư đó chính là glutathione sẽ được hỗ trợ điều trị viêm tụy cấp. Thứ năm, glutathione được các bác sĩ chỉ định trong việc hỗ trợ điều trị xuất huyết dưới màng nhện hoặc là chảy máu màng nhện thì được bác sĩ chỉ định cho bạn để giảm thiểu tình trạng này. Thứ sáu, glutathione sẽ được các bác sĩ chỉ định trong trường hợp là đái tháo đường không phụ thuộc insulin bởi vì nó sẽ kích thích cơ thể của các bạn nhạy hơn với insulin và mang đến hiệu quả điều trị tốt nhất. Và thứ bảy đó chính là glutathione sẽ được chỉ định trong trường hợp bạn mắc các bệnh lý về các bệnh về dây thần kinh ngoại vi nè, hoặc là các bệnh liên quan về hệ tạo máu trong cơ thể của các bạn đó thì được các bác sĩ chỉ định để hỗ trợ điều trị. Và đối với cái dạng đường uống thì glutathione nó sẽ mang đến cái hiệu quả đó chính là tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể của các bạn. Bởi vì glutathione được mệnh danh là một trong những cái hàng rào phòng thủ tốt nhất cho cơ thể của các bạn, bảo vệ các tế bào khỏi những gốc tự do tấn công. Đồng thời nó sẽ tốt cho cơ thể của các bạn, đặc biệt là càng lớn tuổi thì chúng ta sẽ gặp vấn đề về
bệnh Alzheimer nè, hoặc là nó hỗ trợ cho bạn trong những cái trường hợp là Parkinson hay là những cái bệnh lý về da như là vẩy nến cực kỳ tốt. Và một tin vui cho những ai muốn sử dụng glutathione để làm đẹp thì nó sẽ giúp cho bạn tăng cường sản xuất collagen, kích thích collagen nội sinh trong cơ thể hình thành, từ đó giúp cho làn da của các bạn trở nên trẻ trung, mịn màng, xóa mờ thâm nám và căng bóng làn da cực kỳ tốt. Nhưng lúc này chúng ta phải tham khảo ý kiến của bác sĩ, bởi vì nếu như bạn sử dụng không đúng thì nó sẽ dẫn đến những tác dụng phụ có hại cho sức khỏe, cho nên chúng ta cần phải cân nhắc vấn đề này. Nói chung, glutathione mang đến rất nhiều những tác dụng. Còn việc dùng dạng hít thì nó sẽ tốt cho những người đang điều trị bệnh về phổi, hoặc là viêm phổi, ung thư phổi, hoặc là hệ thống miễn dịch bị suy giảm như là HIV/AIDS thì sẽ được chỉ định cái dạng hít này nhiều hơn. Và dạng bôi tại chỗ thì nó cũng là một trong những cái dạng mỹ phẩm cung cấp cái hàm lượng glutathione cần thiết cho da, giúp da bạn trẻ hóa hơn, sáng hơn, mịn màng hơn, căng bóng hơn và tăng cường sức đề kháng cho da của các bạn một cách hiệu quả. Đó là những công dụng mà Trang vừa kể cho các bạn về những cái dạng chế phẩm mà glutathione mang đến cho tất cả các bạn khi dùng. Và lưu ý sử dụng khi các bác sĩ chỉ định thì sẽ tốt hơn các bạn nhé. Phần thứ 3, các dạng chế phẩm của glutathione. Có lẽ thì các bạn cũng đã biết rồi, nó có 4 dạng chế phẩm đơn giản thôi. Đầu tiên là dạng tiêm truyền tĩnh mạch, thứ hai đó chính là dạng uống. Các dạng viên uống bạn đưa vào cơ thể có thể là viên nén, viên nang hoặc là viên sủi. Thứ ba đó chính là dạng hít, và thứ tư là dạng kem bôi tại chỗ các bạn nhé. Và tùy thuộc vào từng mục đích thì sẽ được bác sĩ chỉ định những cái trường hợp khác nhau. Còn nếu như hỗ trợ điều trị thì sẽ sử dụng ưu tiên cái dạng tiêm truyền tĩnh mạch. Còn nếu như bạn muốn uống vào bổ sung cho cơ thể, hoặc là bạn muốn làm đẹp da thì sẽ được uống dạng viên uống hoặc là dạng bôi tại chỗ. Còn cái dạng hít đó chính là bác sĩ sẽ chỉ định trong trường hợp điều trị bệnh lý ở phổi hoặc là suy giảm hệ thống miễn dịch. Thứ tư, cách sử dụng glutathione như thế nào? Thì dựa vào từng chế phẩm sẽ có những cách sử dụng khác nhau. Đối với dạng tiêm truyền tĩnh mạch thì bác sĩ là người chỉ định để sử dụng các bạn nhé. Bởi vì tùy thuộc vào từng trạng bệnh lý thì sẽ kết hợp glutathione cùng với những các hoạt chất khác trong việc hỗ trợ điều trị. Và trong phác đồ mà bác sĩ đã chỉ định cho bạn thì chúng ta không nói ở dạng này. Thứ hai đó chính là dạng hít thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định. Và thứ ba, đối với dạng uống thì uống ở đây nó cũng tùy thuộc vào tình trạng cơ thể của bạn có gặp vấn đề bệnh lý nào hay không. Nếu như bạn gặp vấn đề bệnh lý thì phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Còn đối với cơ thể của người bình thường, nếu như bạn muốn bổ sung dạng uống để làm đẹp thì 3 tháng đầu bạn có thể uống 1000mg mỗi ngày một lần, và sau đó bạn sẽ giảm liều còn 500mg trên một ngày và tuyệt đối không uống quá 4000mg trên một ngày, bởi vì nó sẽ gây ngộ độc và những biến chứng trên cơ thể, cho nên các bạn cần phải lưu ý vấn đề này. Còn đối với dạng bôi tại chỗ thì do các bạn lựa chọn các sản phẩm có chứa glutathione để bôi thôi, nhưng mà nhớ hàng chính hãng, tránh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, bởi vì nó có chứa những hóa chất trong đó, nó không những độc hại cho làn da, không có bất kỳ cái tác dụng nào trên da mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cho nên các bạn cần lưu ý và cân nhắc. Và thứ năm, những lưu ý cần thiết cho tất cả các bạn. Ngày nay Trang thấy các bạn sử dụng glutathione rất nhiều, các bạn cứ mua về uống để làm trắng da, làm đẹp làn da, nhưng các bạn không biết rằng cơ thể của mình đang gặp vấn đề bệnh lý như thế nào, có sử dụng được sản phẩm đó hay không, sử dụng như thế nào là hợp lý và an toàn thì các bạn không bao giờ tham khảo ý kiến của bác sĩ đâu. Chỉ cần người bán nói đẹp là được, đẹp là chị diệt liền, không cần phải chờ bất cứ nguyên nhân nào hết. Thì đó là một trong những tai hại mà chúng ta đã bỏ qua, cũng như chúng ta đang đánh đổi sức khỏe của mình, cho nên các bạn cần lưu ý, bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy, khi sử dụng vào cơ thể thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Mà glutathione không phải là sản phẩm làm đẹp các bạn nhé, nó nằm trong cái nhóm thuốc cấp cứu và chống độc đó, cho nên các bạn cần lưu ý. Tiếp đến đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu là những người hen suyễn thì không nên sử dụng glutathione, bởi vì nó sẽ làm tăng lên cái tình trạng bệnh lý, làm cho bạn khó thở hơn.
Còn nếu như bạn sử dụng vào mà bạn gặp vấn đề về đau đầu, chóng mặt thì bạn không nên sử dụng nữa. Cho nên các bạn cần lưu ý vấn đề này, theo dõi sức khỏe của mình như thế nào. Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú thì không khuyến cáo sử dụng để tốt nhất cho sức khỏe của hai trường hợp này. Cho nên các bạn cần cân nhắc. Tiếp đến là những người mà gặp vấn đề về suy thận hay là gan bị suy yếu thì cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ. Còn nếu như trong cơ thể của các bạn gặp những vấn đề bệnh lý khác thì các bạn cũng phải theo dõi ý kiến của bác sĩ. Chứ không phải là lúc đầu Trang nói là hỗ trợ trong việc điều trị viêm gan, xơ gan hay là hạn chế tình trạng xuất huyết dưới màng nhện, tăng sức đề kháng thì các bạn cứ tự ý sử dụng. Ở đây Trang nói là hỗ trợ điều trị dưới sự giám sát của bác sĩ, chứ không phải là nói điều trị, cho nên các bạn cần lưu ý và cân nhắc những gì Trang nói rất là rõ. Và chúng ta sử dụng như thế nào là hợp lý, là an toàn để mang đến hiệu quả tích cực nhất. Dù là bất kỳ dạng nào bạn đưa vào cơ thể của mình, đơn giản chỉ là dạng bôi thì chúng ta cũng phải xem coi sản phẩm đó có thật sự chất lượng hay không, có an toàn hay không, có tốt cho sức khỏe hay không. Đó là những gì mà chúng ta có thể tham khảo một cách khái quát về glutathione. Mong rằng các bạn có thể bổ sung đúng cho mình. Và tốt nhất là chúng ta nên bổ sung từ các nhóm thực phẩm đưa vào cơ thể thì sẽ tốt hơn. Những nhóm thực phẩm có chứa lưu huỳnh nhiều thì nó sẽ bổ sung cho bạn nhiều cái glutathione là chất chống oxy hóa quan trọng cho cơ thể. Bạn quan tâm đến các họ nhà allium, đó chính là tỏi, hành tây, hành ta, thì nó cực kỳ tốt cho sức khỏe của các bạn, đồng thời nó cực kỳ giàu hàm lượng chất chống oxy hóa là glutathione đưa vào cơ thể nè. Hoặc là bạn sử dụng các loại cải như là cải xoăn, bắp cải hoặc là cải cruiser v.v. thì nó sẽ cực kỳ có lợi cho sức khỏe của các bạn khi dùng. Và các bạn lưu ý chế độ dinh dưỡng của chúng ta cũng phải đầy đủ các dưỡng chất từ thịt, cá, trứng, sữa bổ sung vào cơ thể. Và một nguồn cung cấp glutathione cũng cực kỳ tuyệt vời, đó chính là tạm quay các bạn nhé. Đó là những gì mà chúng ta có thể biết. Và một điều quan trọng đó chính là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và đều đặn sẽ tăng cường sức đề kháng, tốt cho cơ thể, giúp cho cơ thể của các bạn sản sinh glutathione hay là hệ thống miễn dịch tự nhiên cho cơ thể của mình một cách tốt nhất. Còn nếu như các bạn lạm dụng những viên uống đưa vào cơ thể để mong rằng da của mình đẹp hơn, tăng cường sức đề kháng tốt hơn thì các bạn cần phải lưu ý uống nhiều thường xuyên và bạn lạm dụng thì nó sẽ làm cho cơ thể của các bạn giảm sản sinh các tế bào. Bởi vì những tế bào của chúng ta không còn sản sinh một cách tự nhiên nữa thì dần dần những tế bào đó sẽ già và chết đi, thì không có những tế bào khác thay thế thì có phải cơ thể của các bạn đang dần gặp phải vấn đề lão hóa và suy yếu sức khỏe hay không? Tiếp đến, bạn uống vào trắng da thì có trắng đó, nhưng mà nó ức chế melanin thì làm cho làn da của các bạn kém nhạy hơn với ánh nắng mặt trời. Có nghĩa là da của bạn cực kỳ yếu và không thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình nữa. Cho nên các bạn cần lưu ý, hoặc bạn uống vào bạn gặp tình trạng đau đầu chóng mặt thì tuyệt đối không nên sử dụng. Đó là những gì chúng ta cần phải biết về glutathione để sử dụng đúng và an toàn hợp lý nhất. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Thùy Trang.com hoặc là Dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là Dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.